Cây hồ tiêu cũng như nhiều loài cây trồng khác vào cái thời kỳ vào chắc thì cái yếu tố dinh dưỡng nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái năng suất của cây hồ tiêu. Tại vì nếu như chúng ta bón phân không đầy đủ, không cân đối, không hợp lý thì cái sự vào chắc của cây hồ tiêu nó sẽ không đạt và có thể ảnh hưởng tới cái năng suất trong cái vụ đó. Nó ảnh hưởng tới cả chất lượng hạt hồ tiêu. Tức là nó làm cho cái dung trồng hồ tiêu nó nhẹ đi, người ta mà nông dân hay gọi là cái gem á, nhẹ gem đi, thì như vậy là ảnh hưởng lớn tới năng suất và chất lượng của hồ tiêu. Loại trừ cái yếu tố sâu bệnh gây hại cho hồ tiêu thì chúng ta phải kể rằng cái phải nói rằng là cái lượng cái việc mà bón phân á và rất quan trọng. Còn cái tưới nước thì dù sao đi nữa trong cái thời kỳ vào chắc thì cây hồ tiêu cũng đang nằm trong cái mùa mưa. Cho nên cái độ ẩm nó ít ảnh hưởng tới cái sự vào chắc. Tuy vậy thì những cái năm gần đây thì biến đổi khí hậu rất là thất thường, cho nên bà con cũng ngoài cái việc bón phân đầy đủ hợp lý thì bà con cũng phải lưu ý tới cái việc cung cấp nước đầy đủ nếu như mà có xảy ra những cái thời kỳ mà khô hạn khốc liệt trong cái thời kỳ vào chắc. Cái điều này càng ngày càng dễ xảy ra dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thời tiết, và đặc biệt ở cái vùng Bình Phước là một cái vùng nắng rất là gắt và mưa gió thì thất thường. Nếu như một cái thời kỳ dài vào khoảng nửa tháng, 20 ngày trong cái thời kỳ vào chắc mà trời không mưa thì chúng ta phải tưới bổ sung cho hồ tiêu. Những cái loài cây trồng bây giờ khi mà chúng ta muốn năng suất cao, ổn định thì ngoài việc cung cấp phân bón tốt, hợp lý thì chúng ta cũng phải lưu ý tới cái việc bảo đảm cho cái vườn hồ tiêu có một cái ẩm độ thuận lợi để mới có thể hấp thu được cái phân bón đó một cách hợp lý. Về cái việc bón phân thì trong thời kỳ vào chắc này cây tiêu cũng cần rất là nhiều kali, cũng tương tự như những cái loài cây trồng ăn hạt hay ăn củ khác thôi. Cái thời kỳ vào chắc về hay thời kỳ tào củ thì là cái yếu tố kali nó cần nhiều hơn là đạm. Và với cái hồ tiêu thì có một cái loài phân bón chuyên dùng cho hồ tiêu là cái công thức 19-19-19. Đây là một cái công thức phù hợp cho cây tiêu trong cái thời kỳ vào chắc với đủ các cái chất vi lượng khác cần thiết cho cái cây hồ tiêu nữa. Và tôi cũng xin lưu ý như thế này, với cái cây hồ tiêu nó cái những cái vùng trồng hồ tiêu cũng là vùng trồng thân cà phê, thành ra bà con cũng hay dùng phân bón cho cà phê để bón cho hồ tiêu vào thời kỳ vào chắc. Nhưng mà với cái cây hồ tiêu thì cái lượng kali mà cây cần nó chỉ bằng đạm hoặc là ít hơn đạm, khác với cây cà phê. Với cây cà phê khi mà phân tích một tấn nhân cà phê ra thì cái lượng kali nó cần cao hơn đạm, nhưng mà một lượng kali trong một tấn tiêu thì kali và đạm bằng nhau hoặc thấp hơn đạm. Do đó cái công thức 19-19-19 gần như có thể dùng hoàn toàn suốt cả một cái vụ mà tiêu đang tường quả này, rồi đang vào chắc như trong giai đoạn này được. Thì bà con có thể bón cái công thức 19-19-19 hoặc là 16-6-18 cho cây hồ tiêu mà không cần phải bón một cái loại phân mà có kali cao hơn đạm. Chỉ trừ trường hợp có những năm cây tiêu chúng ta đột nhiên có năng suất cao bất thường, nhìn từ trên xuống dưới trụ chỉ thấy quả là quả, có thể ước định là một trụ như vậy là 6 kg quả, 6 kg tiêu đen á, tôi tính ra là tiêu đen, hoặc là 7 kg tiêu đen trên một trụ, thì lúc đó chúng ta mới cần phải dùng một công thức phân bón có kali cao hơn một chút như là 16-6-19 để bón cho hồ tiêu. Còn bình thường bà con có thể dùng 19-19-19 TE là một cái công thức chuyên dùng cho cây hồ tiêu với đầy đủ các chất trung vi lượng cần thiết cho cây hồ tiêu nữa để mà bón cho cái vườn tiêu của chúng ta.